Xin chào các bạn, tôi là Khánh Nguyên và các bạn đang xem chương trình Chuyển động 25 giờ. Chương trình Chuyển động 25 giờ sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin thể thao hot nhất hiện nay. Những thông tin sẽ có trong chương trình hôm nay: người Việt tại Nhật gửi thực phẩm, lời chúc yêu thương đến đoàn thể thao Việt Nam. Không đá bóng thì Công Phượng đi trồng sầu riêng. Đội Sài Gòn Heat chiêu mộ lại ngoại binh cao 2m1 để giữ cúp vàng. Nữ vận động viên xinh đẹp đoạt huy chương ở Olympic Tokyo nhờ bao cao su. Các vận động viên không được cắn huy chương Olympic Tokyo. Man United có biến, hủy ngay trận giao hữu với Preston. Barca tranh Romero với Spurs. Trippier muốn đến MU. Messi trở lại Barcelona ký hợp đồng mới. Tuấn Anh trở thành niềm cảm hứng giúp nữ sinh giành thủ khoa khối C. Cộng đồng quốc tế cảm kích trước thông điệp tuyệt vời của ông lão Nhật Bản tại Olympic Tokyo 2020. Đội bóng Anh gây sốt với bản hợp đồng mới dù đó không phải là cầu thủ. Chị gái Ronaldo phải nhập viện vì biến chứng Covid-19. Những ngày này, đoàn thể thao Việt Nam đang tham dự Olympic Tokyo 2020. Đồng hành với đoàn là những công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Ngày 29 tháng 7, hình ảnh hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã gửi rất nhiều lời nhắn yêu thương, đồ ăn, trái cây cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020, khiến nhiều người xúc động. Anh Trần Anh Tuấn, phụ trách văn phòng hội người Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: chúng tôi biết đoàn rất cần các phương tiện để hỗ trợ thông tin liên lạc, vì thế đã chuẩn bị 43 bộ phát Wi-Fi tặng đoàn. Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã mua giấy màu và các vật dụng để cùng nhau làm nên những chiếc cờ tổ quốc xinh xắn cổ động cho đoàn thể thao Việt Nam. Các em bé cũng đã được bố mẹ làm các clip cổ vũ cho vận động viên. Những bức tranh ngộ nghĩnh, những lời chúc đầy ý nghĩa đã được gửi đến đoàn thể thao Việt Nam khiến các thành viên trong đoàn vô cùng xúc động. Đoàn thể thao Việt Nam đã in nó ra và dán trong phòng của đoàn trong làng vận động viên tại Olympic Tokyo 2020. Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào ngày 5 tháng 8 tới để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dù vậy, những ngày này, anh và các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang tập trung tập luyện tại đại bản doanh Hàm Rồng. Sáng 29 tháng 7, tiền đạo Công Phượng và các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đi trồng sầu riêng trong khuôn viên Học viện Hoàng Anh Gia Lai với Bầu Đức. Địa điểm trồng cây sầu riêng có ghi: nông trường Hàm Rồng với diện tích 1,3 hecta và số cây sầu riêng được trồng là 270 cây. Rất nhiều cầu thủ ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương đã đi ủng và trực tiếp tham gia trồng cây sầu riêng. Mỗi cây mà các cầu thủ trồng đều đánh dấu và có bảng lưu niệm. Đương kim vô địch giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA, Sài Gòn Heat đã chiêu mộ trở lại ngoại binh cao 2m1 người Mỹ, Joshua Keyes, đã chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương mùa giải năm nay. Cùng với đó, thì Sài Gòn Heat cũng đã nói lời chia tay với ngôi sao Thái Lan Kevin Danson, dù anh này chỉ mới được về ngay trước thềm VBA 2021. Lợi thế của Kevin Danson là từng thi đấu với Matt Van Pelt, huấn luyện viên hiện tại của Sài Gòn Heat, nên việc hòa nhập không quá khó khăn. Tuy nhiên, với chiều cao 1m88 và lối chơi thiên về phòng thủ, Nam Vương Thái Lan không thể khỏa lấp khoảng trống ở mặt trận tấn công của Sài Gòn Heat. Đặc biệt, trong bối cảnh tất cả các câu lạc bộ khác đều có ngoại binh cao trên 2m, Sài Gòn Heat cần có một cầu thủ có thể tương xứng để hạn chế tình huống mất bóng dưới bảng rổ. Để tiếp tục sự thống trị VBA, Sài Gòn Heat đã đoàn tụ cùng Joshua Keyes, cầu thủ xuất sắc nhất chuỗi trận chung kết mùa giải năm ngoái, sở hữu chiều cao 2m1 cùng kỹ năng ghi điểm rất đa dạng. Joshua có cho mình trung bình 21,2 điểm, 4,8 lần kiến tạo và tỷ lệ ném 3 thành công, đạt 47,4% mỗi trận. Sự xuất hiện của Joshua cũng là tin vui với người hâm mộ bởi anh cũng là một cầu thủ ưa thích thực hiện những pha bóng rổ mãn nhãn cho người xem. Trong buổi họp trực tuyến lúc chiều tối nay 29 tháng 7, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với huấn luyện viên người Nhật Nishino trước thời hạn 6 tháng do những bất đồng không thể hàn gắn giữa hai bên. Bóng đá Thái Lan dưới thời huấn luyện viên Nishino không cho thấy sự khởi sắc như kỳ vọng. Họ liên tiếp thất bại ở các giải đấu lớn mà thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là giọt nước làm tràn ly khiến FAT không tin tưởng vào nhà cầm quân người Nhật Bản. Với việc chính thức sa thải ông Nishino, Liên đoàn bóng đá Thái Lan coi như thừa nhận thất bại ở một bản hợp đồng đắt giá. Vì chiến lược gia người Nhật Bản đến với bóng đá Thái Lan từ tháng 6 năm 2019 với mức đãi ngộ cao kỷ lục ở khu vực Đông Nam Á, gần 1 triệu USD một năm, nhưng không tạo ra nhiều cải tổ cho nền bóng đá nước này. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang lên danh sách tìm kiếm cái tên đủ tâm và tầm để dẫn dắt đội tuyển nước nhà, ưu tiên là muốn tìm kiếm một huấn luyện viên nội. Tin vào Olympic Tokyo 2020, ở trận chung kết nội dung đua thuyền vượt chướng ngại vật của nữ, vận động viên xinh đẹp người Úc Jess Fox đã xuất sắc về thứ 3 để đoạt huy chương đồng. Điều thú vị, cô tiết lộ chiến thắng này nhờ vào một chiếc bao cao su. Cụ thể, ngay trước khi cuộc đua bắt đầu, chiếc thuyền kayak của Jess Fox đã bị hỏng ở phần mũi.
Trong cảnh gấp rút không có phương tiện và công cụ để sửa chữa, Jack Ford đã dùng một chiếc bao cao su để bịt lại chỗ hỏng và sẵn sàng cho cuộc đua. Viết trên trang Instagram sau khi giành huy chương đồng ở Olympic, Jack Ford cho biết cá là bạn chưa bao giờ biết bao cao su có thể được sử dụng để sửa chữa thuyền kayak. Nó thật co giãn và chắc chắn. Truyền thống phát bao cao su miễn phí đã có từ Thế vận hội năm 1988 ở Seoul, Hàn Quốc, khi đó là đỉnh điểm của nỗi lo sợ về HIV và AIDS. Giờ đây, Olympic Tokyo, tất cả các vận động viên cũng được phát lượng lớn bao cao su miễn phí nhằm đảm bảo an toàn tình dục. Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 vừa cảnh báo các vận động viên không được cắn những tấm huy chương vì nó có thể gây hại do được tái chế từ thiết bị điện tử cũ. Viết trên trang Twitter Tokyo 2020, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo đã cảnh báo rất hài hước. Chúng tôi chỉ muốn chính thức xác nhận rằng các huy chương không thể ăn được. Các huy chương của chúng tôi đã được tái chế từ những thiết bị điện tử cũ do người dân Nhật Bản quyên góp. Vì vậy, bạn không nên cắn chúng, nhưng chúng tôi biết các bạn vẫn sẽ cắn như thường. Từ ngày 1 tháng 4, 2017 đến ngày 30 tháng 3 năm 2019, Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo đã thu thập gần 80.000 tấn thiết bị điện tử, trong đó có 6,21 triệu điện thoại di động đã qua sử dụng. Từ những vật liệu đó, họ đã khai thác được 32 kg vàng, 3.500 kg bạc và 2.200 kg đồng để sau đó sản xuất thành 5.000 huy chương vàng, bạc và đồng. Sở dĩ các vận động viên có thói quen cắn huy chương là do trước đây các huy chương được làm bằng vàng đã được trao cho các kỳ Olympic hơn 100 năm và người ta thường dùng răng để kiểm tra xem huy chương có đủ mềm để lưu lại vết cắn không vì vàng giả sẽ cứng hơn. Trận giao hữu giữa Manchester United với Preston North End chuẩn bị cho mùa giải mới đã chính thức bị hủy vì một lý do bất khả kháng. Mới đây, trang chủ của Manchester United đã phát đi một thông báo quan trọng liên quan đến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới năm 2020-2021. Sau buổi kiểm tra định kỳ của đội 1 vào ngày thứ Năm theo giờ địa phương, chúng tôi phát hiện ra một vài trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Điều đó đồng nghĩa với việc những thành viên đó sẽ phải cách ly và chờ thêm xét nghiệm để đưa ra kết quả sau cùng. Chúng tôi đã rất lấy làm tiếc khi đã làm đổ vỡ kế hoạch của Preston cũng như sự mong chờ của người hâm mộ Man United. Những cổ động viên Man United đã mua vé trận đấu này sẽ được hoàn tiền. Man United đã rơi vào tình cảnh giống như Arsenal. Cũng vì một vài trường hợp dương tính với COVID-19 đã khiến The Gunners hủy chuyến du đấu sang Mỹ dự Florida Cup. Tiếp theo sẽ là những thông tin chuyển nhượng bóng đá nổi bật trong 24 giờ qua với hashtag chuyển nhượng. Barca dự kiến sẽ gửi lời đề nghị thứ hai cho hậu vệ Cristian Romero của Juventus. Trước đó, lời đề nghị tiền kèm một cầu thủ của Barca không được Juventus chấp nhận. Gã khổng lồ xứ Catalonia có thể mượn Romero và đưa thêm điều khoản mua Đức vào hợp đồng. Được biết, Spurs cũng quan tâm tới cầu thủ người Argentina và cũng sẵn sàng gửi một lời đề nghị hấp dẫn cho Juventus. Man United quyết tâm chiêu mộ Kieran Trippier nhưng còn phải thanh lý các cầu thủ trước sau khi đã chi 120 triệu bảng cho Jadon Sancho và Raphael Varane. Dù vậy, MU cũng không đồng ý với mức giá lên đến 30 triệu bảng mà Atletico đưa ra. Được biết, Trippier vẫn kiên nhẫn và sẵn sàng chờ đến cuối kỳ chuyển nhượng để MU có thể ép giá được Atletico. Chiều 28 tháng 7, Lionel Messi đã kết thúc kỳ nghỉ ở Mỹ cùng gia đình, đáp chuyến bay trở về lại Barcelona. Theo tờ Marca, nội trong tuần này, Messi sẽ có một cuộc gặp gỡ với ban lãnh đạo Barca để hoàn tất quá trình gia hạn hợp đồng. Messi được cho là đã đồng ý cắt giảm lương xuống còn một nửa, chỉ nhận mức 250.000 bảng một tuần trong thỏa thuận kéo dài 5 năm tới cùng Barca. Nguồn tin từ Defensa Central cũng cho biết Real đang cân nhắc giữ chân Odegaard bởi đây là lợi thế không nhỏ trong cuộc đua giành chữ ký Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy muốn thi đấu cùng ngôi sao đồng hương người Madrid. Vì có lẽ đó, sự kết hợp của cả hai có thể là viễn cảnh mà nhiều cổ động viên yêu mến Madrid mong chờ. Mbappe báo tin không vui cho Real. Theo đó, Mbappe đã khẳng định giấc mơ lớn nhất là giành chức vô địch Champions League cùng PSG. Điều đó có nghĩa là tiền đạo người Pháp sẽ không gia nhập Real trong mùa hè này. Giấc mơ lớn nhất của tôi là giành Champions League cùng với PSG, nó sẽ rất tuyệt vời. West Ham muốn có Zuma. West Ham được cho là đã gửi lời đề nghị khoảng 20 triệu bảng để có Zuma, nhưng con số này không đủ để làm cho Chelsea hài lòng. The Blues cũng muốn dùng Zuma để giảm tiền phí chuyển nhượng vụ Jules Koundé. Nhưng cầu thủ người Pháp muốn ở lại London hơn là ra nước ngoài. Man City đàm phán chiêu mộ Grealish. Man City đã mở những buổi đàm phán với Aston Villa về Jack Grealish. Đội bóng thành Manchester xác định Grealish là mục tiêu hàng đầu hè này bên cạnh Harry Kane. Nhưng Aston Villa cũng không muốn mất ngôi sao quan trọng của mình và sẽ đòi hỏi khoản tiền ít nhất là 100 triệu bảng cho thương vụ này. Mới đây, nữ sinh Trần Bích Ngọc, thủ khoa khối COO của tỉnh Vĩnh Phúc đã chia sẻ câu chuyện thú vị giúp cô đạt được kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi. Theo đó, khi vừa biết mình đạt 28,5, môn ngữ văn 9 điểm, lịch sử 9,75 và địa lý 9,75 là một trong ba thủ khoa khối C00 của tỉnh Vĩnh Phúc. Thông qua một người quen, Bích Ngọc muốn chuyển lời cảm ơn đến tiền vệ Nguyễn Tấn Anh.
Câu châm ngôn sống của chàng cầu thủ này đã khiến nữ sinh quyết tâm hơn trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời. Trong tin nhắn, Bích Ngọc viết: "Sở dĩ em làm được như vậy là vì câu nói của anh Nhô đã động viên và truyền động lực cho em rất nhiều." Miracle happens when you pass. Tạm dịch là điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn có niềm tin. Em muốn gửi lời cảm ơn đến anh và chúc anh sẽ thành công trên con đường đã chọn. Khác với Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh hay Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh không có được sự may mắn trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình. Dù được xem là tài năng nhất trong thế hệ của mình, nhưng khi vinh quang đã bao phủ lấy những đồng đội thì tiền vệ quê Thái Bình chủ yếu dành thời gian ở bệnh viện và phòng tập phục hồi. Lúc ấy nhiều người dường như đã quên đi Tuấn Anh, nhưng miracle happens when you pass, Tuấn Anh đã trở lại sân cỏ với đôi chân chằng chịt những vết mổ và tỏa sáng. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra bởi niềm tin mạnh mẽ với cầu thủ này. Câu chuyện lan tỏa này đã được fanpage chính thức của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đăng tải và gây được nhiều sự chú ý. Một cổ động viên lớn tuổi tại Nhật Bản đã nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ phía cộng đồng quốc tế sau khi giơ tấm bảng biểu ngữ ủng hộ vận động viên tham dự Olympic Tokyo 2020. Olympic Tokyo 2020 đã đi qua 1/3 chặng đường kể từ sau lễ khai mạc hoành tráng được đầu tư rất công phu của nước chủ nhà Nhật Bản. Các vận động viên bắt đầu bước vào tranh tài ở các môn thi. Người xuất sắc nhất sẽ giành được những tấm huy chương Olympic danh giá, còn những người thua cuộc thường sẽ ít được truyền thông và khán giả chú ý tới. Thế nhưng hành động tuyệt đẹp của một người cổ động viên cao tuổi tại Nhật Bản đã làm tất cả thay đổi phải suy nghĩ. Ông đã mang theo tấm bảng cổ vũ tới trước điểm thi đấu với nội dung: "Chào buổi sáng các vận động viên, ngay cả khi bạn không giành được huy chương, bạn vẫn là người giỏi nhất. Vì vậy hãy tin tưởng vào chính bản thân mình nhé." Olympic là giải đấu quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất thế giới, bởi vậy không dễ để bạn có thể giành được huy chương. Phần lớn các vận động viên tham dự sẽ ra về trắng tay, nên cử chỉ thân thiện của người đàn ông này chắc chắn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng của các vận động viên. MC Andrew Devin, một người hâm mộ trọn đời của Liverpool, đã qua đời vào đầu tuần này ở tuổi 55. Ông đã dính chấn thương nặng khiến cả cuộc đời bị thay đổi ở thảm họa Hillsborough năm 1989. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục đến xem các trận đấu của Lữ đoàn đỏ tại Anfield khi có thể. Trước buổi tập sáng diễn ra ở Tyrone, huấn luyện viên Jordan Klopp đã tập hợp các cầu thủ và nhân viên của mình lại để tri ân Andrew. "Đây là một khoảnh khắc đau buồn cho tất cả những ai mang Liverpool trong trái tim của họ. Chúng ta đã mất đi một người bạn tuyệt vời, những người không chịu nhượng bộ ngay cả khi người khác tin rằng anh không thể chiến đấu nữa." Dù chỉ thi đấu ở Championship, nhưng câu lạc bộ Swansea vừa có bản hợp đồng cực kỳ đáng chú ý, đủ sức khiến những ông lớn như Premier League phải ghen tị. Nói về bản hợp đồng mới của câu lạc bộ Swansea, Tadderson bình luận: "Nếu có gì đó thu hút bạn đến với sân vận động tự do của Swansea thì đó chính là Kapila Jukes." Vâng, điều đáng chú ý ở câu lạc bộ Championship là Kapila Jukes. Nhưng đấy không phải là một cầu thủ. Gabriella Jukes là hoa hậu xứ Wales năm 2019, một mỹ nhân tóc vàng cực kỳ nóng bỏng. Cô sở hữu khuôn mặt thánh thiết đầy lôi cuốn và thân hình nóng bỏng khiến các cánh mày râu phải nhớ nhung và ao ước. Mỹ nhân 24 tuổi mới được chọn làm MC dẫn chương trình cho Swans TV, đưa tin về đội bóng mỗi ngày. Thực tế cô có bằng thạc sĩ về phát thanh thể thao, giỏi chuyên môn, yêu thể thao lại là đẹp người, đẹp nết. Tin chắc thời gian sắp tới, fan của câu lạc bộ Swansea sẽ là những người được lợi khi ngoài xem bóng đá còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Chị gái của Cristiano Ronaldo, Katia Averro, đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi do biến chứng sau khi nhiễm COVID-19. Hiện đang điều trị tại bệnh viện Dr. Nelio Medoka, nằm tại hòn đảo Adera. Trước kia, Katia từng là một ca sĩ và hiện đang sống chủ yếu ở Brazil. Katia ban đầu bị dương tính với COVID-19 và tự cách ly ở nhà. Nhưng sau đó, bệnh biến chứng thành viêm phổi nặng và phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Trên trang cá nhân, chị gái yêu quý của Ronaldo đang tải hình ảnh đang nằm trong bệnh viện, kèm theo dòng trạng thái: "Tôi xin chia sẻ thật với các bạn, tôi đã bị nhiễm virus chết tiệt này. Hiện tại tôi đang ổn, ít triệu chứng và tuân theo chỉ định của các bác sĩ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và gửi lời động viên đến tôi. Cảm ơn Chúa và đội ngũ y tế." Katia Averro và Ronaldo rất thân thiết với nhau. Trong những sự kiện lớn của Ronaldo, chị gái của anh đều tham dự. Katia hiện cũng đang tham gia quản lý một trong những khách sạn của tiền đạo Juventus. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động 25 giờ tối nay. Khánh Nguyên chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.